Địa chỉ tiếp nhận: Quỹ khuyến học tỉnh Bình Thuận, tài khoản 48002110000004. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận. Danh sách các cơ quan doanh nghiệp đăng ký và ủng hộ chương trình tiếp bước chen đến trường năm 2023. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Trung Nga 120 triệu đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Bình Thuận 105 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 103.500.000 đồng. Công ty Bảo Việt Bình Thuận 100 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bình Thuận 100 triệu đồng. Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng 100 triệu đồng. Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Trường Thành Bình Thuận 100 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Nam 50 triệu đồng. Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận 50 triệu đồng. Hội Nữ Doanh nhân Bình Thuận 50 triệu đồng. Ông Trần Quốc Thẩm, Đỗ Hành, khu phố 14 Phú Thủy 20 triệu đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Bình Thuận 20 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Cơ bản Rạng Đông 20 triệu đồng. Công ty Điện lực Bình Thuận 10 triệu đồng. Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né 10 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trang 10 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Phan Thiết, siêu thị Cosmart Phan Thiết 10 triệu đồng. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận 10 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn May Thuận Tiến 10 triệu đồng. Trời Trường Thành Bình Thuận 100 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Nam 50 triệu đồng. Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận 50 triệu đồng. Hội Nữ Doanh nhân Bình Thuận 50 triệu đồng. Ông Trần Quốc Thẩm, Đỗ Hành, khu phố 14 Phú Thủy 20 triệu đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Bình Thuận 20 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Cơ bản Rạng Đông 20 triệu đồng. Công ty Điện lực Bình Thuận 10 triệu đồng. Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né 10 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trang 10 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Phan Thiết, siêu thị Cosmart Phan Thiết 10 triệu đồng. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận 10 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn May Thuận Tiến 10 triệu đồng.